chúng ta bắt đầu chiến đấu cho buổi học ngày hôm nay. Buổi học về skill xác định nhanh đồng phân ST, một cái skill mà chắc chắn rằng các em học buổi này sẽ không lãng phí thời gian của các em trong cuộc đời của mình. Bắt đầu chiến đấu ạ. Bước đầu tiên khi muốn làm được chinh phạt về đồng phân ST, các bạn cần phải nắm được 3, 4, 5, 2, 4, 8. À, những bạn nào mà không biết tại sao lại là 3, 4, 5, 2, 4, 8 nhá, thì thầy đã có ở trong cái buổi live trước. Các bạn chỉ cần, những bạn nào có thể là tìm lại ở trên fanpage của thầy, mà các em không tìm thấy thì inbox cho thầy nhá. Inbox cho thầy gửi lại link, được không ạ? Inbox cho thầy gửi lại link cho, được không? Ok nhá. C3H6 bây giờ này, nhìn này, C3H62 có nhiều đồng phân ST, các bạn quan sát nhá, nhìn nhá. C362 ST là R1 COOR2. Câu này là câu xuất hiện trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 đấy các em ạ. Câu này xuất hiện trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 đấy các bạn. Thế thì bây giờ câu chuyện thầy Minh làm nhé, các bạn nhìn kỹ, thầy Minh hướng dẫn này. Thầy Minh tìm là số nguyên tử carbon của R1 cộng số nguyên tử carbon của R2 bằng bao nhiêu. Thì thầy Minh sẽ có là R1 cộng với lại R2 thì bằng này, 3 trừ đi 1 carbon đây còn 2. Được chưa ạ? Các bạn nhìn kỹ nha. Và thì mình phân tích này. Cái anh R1 này là đầu axit thì R1 này có số nguyên tử carbon lớn bằng 0, bởi vì nó có thể là HCO mà. R2 này đầu ancol nên là nó phải có số nguyên tử carbon lớn bằng 1. Đúng không ạ? Vậy này, tại đây thì mình sẽ có này. Phân tích hình tổng này, 0 cộng 2 1 cộng 1 3 4 5 2 4 8 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 đồng phân mà thôi. 0, 1, 2 chỉ có 1 đồng phân. Vậy này, các bạn quan sát này. 0 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 1 có 1. Dưới cộng trên nhân cho đơn giản. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2 đồng phân. Vậy suy ra C3H6O2 của chúng ta có 2 đồng phân rồi các em nhé. Các bạn thấy ảo diệu không? Thực ra thì nghĩ là nhiều bạn là chưa thấy ảo diệu ở đây đâu. Các bạn chưa thấy nó ảo diệu đâu. Các bạn vẫn thấy rằng nó bình thường lắm. Thì bây giờ các em ơi, các em cùng đến với cho thầy câu số 2 ạ. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân ạ? Hỡi những con người dùng công thức, hỡi những con người dùng cách viết hết ra, hãy vui lòng comment đáp án xuống đây để thầy Minh nhìn xem ạ. Các bạn làm được ra đáp án nào? Thầy đã nói rồi, cái phương pháp tìm đồng phân này của thầy cực kỳ đặc biệt. Nó sẽ giúp cho các em chinh phục mọi loại đồng phân luôn. San phẳng mọi loại đồng phân. Nhá. Lớp 11 mới học đồng phân. Lớp 11, lớp 12 chúng ta xử lý hết ạ. Nào, C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân ạ? Đây, có bạn dùng công thức xong rồi nó bảo là ứng dụng công thức cho cái phần này, nhưng mà do nó là trường hợp đặc biệt nên là nó có 9 đồng phân ạ. Trời ơi, công thức mà dùng nhiều đặc biệt thế, thế mình phải thuộc nhiều cái trường hợp đặc biệt vậy à em? Vất vả không? Và ở đây thì mình sẽ giúp cho các bạn bớt vất vả đi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống sung sướng hơn. Các bạn cùng nhìn với thầy mình nhá. Mình sẽ có, anh này là R1, vẫn là dạng R1 COOR2 đúng không ạ? Mình vẫn đi xét về tổng số nguyên tử carbon này. Mình sẽ có carbon của R1 này là R1 này cộng với lại R2 này thì của chúng ta bằng bao nhiêu ạ? Bằng 5 trừ đi 1 carbon thì còn 4. Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có này. 0 cộng 4 1 cộng 3 2 cộng 2 3 cộng 1. Được không ạ? Bây giờ các bạn cùng đến với thầy nhé. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Siêu không? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Ok chưa? Vậy này, 3 của mình có 2. 3 mình có 2. 4 của mình có 4. Được chưa? Còn, và còn gì ạ? 0, 1, 2 của mình chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok chưa? Mình có 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng mấy các em? Bằng 9. Các bạn thấy xịn chưa? Các em thấy xịn không ạ? Các bạn thấy xịn sò không ạ? Các bạn thấy không ạ?
Đây chính là lý do mà tại sao tất cả các bạn học sinh của thầy Minh đều đạt điểm cao. Các bạn ấy vừa chăm học, các bạn vừa có các skill độc dị, các bạn ấy ngày nào cũng coi like của thầy. Không những là chỉ like free mà lại còn cả like trong khóa học. Thì hỏi làm sao không giỏi được? Thì hỏi làm sao không giỏi được ạ? Và đây thầy muốn là với cái phương pháp này có thể phổ biến cho thật thật nhiều các bạn biết đến nó hơn, để bạn ứng dụng nó, để các bạn không còn sợ về vật đồng phân nữa. Thầy muốn giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em học giỏi môn hóa hơn và kết thúc cái kỳ thi của chúng ta thật là vinh quang, được không ạ? Nào mình sang câu số 3. Nào câu số 3 các bạn ơi, các bạn cùng làm với thầy Minh xem nào. Câu số 3, cho STX có công thức phân tử là C4H8O2 và ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là xác định số đồng phân của X ạ. Nào các bạn cùng làm thầy Minh ạ. Cho STX có công thức phân tử là C4H8O2 ạ và đề bài yêu cầu chúng ta là xác định số đồng phân của X. Nào các bạn cùng tìm cho thầy Minh xem nào. X có bao nhiêu đồng phân? X có bao nhiêu đồng phân ở các em? Các bạn cùng lấy bút lên, các bạn cùng viết, các bạn cùng tính toán cùng thầy xem ạ. X có bao nhiêu đồng phân? Câu gợi ý của thầy Minh vẫn là R1COOR2. Và ở đây chúng ta sẽ tìm được R1 cộng R2 bằng mấy carbon? R1 cộng R2 bằng mấy carbon các bạn? Nào các bạn cùng comment cho thầy Minh ạ. R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Mấy carbon ạ? Dễ mà, cực kỳ dễ dàng luôn ạ. R1 cộng R2 bằng mấy carbon? Bằng mấy ạ? Mình vừa làm xong ạ, bằng 3 đúng không? Vậy ở đây bây giờ mình phân tích 3 thành tổng các số hạng. 3 bằng 0 cộng 3 bằng 1 cộng 2 bằng 2 cộng 1, đúng không các em? Và các bạn cùng đọc với thầy nào. 3, 4, 5, 2, 4, 8 nhá. 3, 4, 5, 2, 4, 8 được không ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8. Vậy 3 ở đây chúng ta có 2. 0, 1, 2 của chúng ta thì biết rồi. 0, 1, 2 thì chỉ có mấy? 1, 1, 1 mà thôi. 0 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 1 có 1. Vậy mình sẽ được 1 x 2 bằng 2, 1 x 1 bằng 1, 1 x 1 bằng 1. Vậy 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy STX của chúng ta có công thức phân tử C4H8O2, số đồng phân của X của chúng ta là có mấy thôi ạ? Chúng ta có đáp án đúng, chúng ta là đáp án D. 4 đáp án khác. 4 đáp án khác. D đáp án khác 4. Các bạn thấy hay không ạ? Đây là skill do thầy Minh nghĩ ra. Và đây chỉ là một trong số vô vàn skill mà các bạn và các em sẽ được thầy Minh hướng dẫn. Các em ơi, sau khi biết được tin là có rất rất nhiều các anh chị học sinh của thầy Minh đạt được điểm cao, thì có rất rất nhiều các bạn nhắn tin hỏi thầy Minh rằng là: thầy ơi, em cũng muốn đạt điểm cao như các anh chị, và thầy có thể cho em biết được cái lộ trình để làm sao em đạt được 9 điểm, làm sao em đạt được 8 điểm để em thi đỗ vào trường đại học Y, em thi đỗ vào các trường như FTU, các trường top 1 được không ạ? Chứ bây giờ em mông lung lắm. Chính vì vậy, ngày hôm nay thầy Minh sẽ hướng dẫn cho các em, thầy Minh sẽ tiết lộ cho các em nhá, thầy Minh sẽ tiết lộ cho các em lộ trình chinh phục 9 cộng môn hóa học. Câu số 4 á, bao nhiêu đồng phân đơn chức? Đây các bạn lưu ý với thầy này. Khi mà canh CnH2nO2 mà hỏi về là xác định đồng phân đơn chức ý, thì cái này tương đương với là mình sẽ đi xác định về đồng phân gì? Về đồng phân axit và đồng phân este. Được không ạ? Axit mình đưa về nào? Mình đưa về nào? Axit ạ, C3SO2 là C2H5COOH. Hai carbon này. 3 4 5 2 4 8. Hai thì có mấy? Hai có 1. 1 đồng phân axit. Đồng phân este nào các em? R1 cộng R2 bằng mấy? R1 cộng R2 bằng 2. 0 cộng 2, 1 cộng 1. 0 1 2 thì chỉ có 1. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 1 cộng 1 bằng 2.
2 đồng phân nét đen. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 3 đồng phân đơn chức nha các em nhá. 3 đồng phân đơn chức. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án B các em ạ. B bỏ rất dễ nhá. Nào câu số 5 ạ. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Nào các bạn cũng comment đáp án cùng thầy mình ạ. C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức ạ? Các bạn cũng comment đáp án với thầy mình nhá. Xem nào. C5H10O2 ạ. Bao nhiêu đồng phân đơn chức? Nào cũng tương tự ạ. Xét về axit và xét về este. Axit ta đưa về C4H9COOH. Đếm nào. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3, 4, 5, 2, 4, 8. 4 có mấy? 4 đồng phân axit. Về este ạ. R1 cộng R2 bằng mấy nhỉ? R1 cộng R2 bằng 4. Mình có 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2, 3 cộng 1. Được không ạ? 0, 1, 2 thì chỉ có 1. 1, 1, 1, 1, 1. 3 mình có 2. Và 4 mình có 4. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. 4 cộng 2 cộng 1 bằng 9. 4 cộng 9 bằng 13. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là D. 13 đồng phân. Đáp án khác các em ạ. Các em thấy không? Ứng dụng skill của thầy Minh nhanh không? Nào chúng ta sang câu số 6. Sang câu số 6 nào các em. Cho các hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử là C4H8O2 và số đồng phân của X là bao nhiêu? Tương tự đề bài là hỏi bao nhiêu đây ạ? Đồng phân đơn chức X. Các em ơi, đơn chức như thể mình đã nói, đó là chúng ta phải đi xác định gì? Đồng phân axit và đồng phân este đúng không? Đồng phân axit và đồng phân este đúng không? Thực ra cái này mình nhẩm vất là xong. Nghe thì mình nhẩm nhá. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 2 đồng phân axit cộng 4 đồng phân este, 6 đồng phân. Và nhưng mà bây giờ thầy mình phải hướng dẫn cho các em làm sao nhẩm được như thầy mình. Các bạn cùng xem nhé. Axit này, C4H8O2 này, C3H7COOH, 3, 4, 5, 2, 4, 8. 3 có 2, 2 đồng phân axit. Xét về este này, xét về este nhá. Chúng ta cùng xét về este nhá. Este này, este này các bạn cùng nhìn này, este này. R1 cộng R2 chúng ta bằng mấy nhỉ? Bằng 3. 0 cộng 3, 1 cộng 2, 2 cộng 1. 0, 1, 2 chúng ta chỉ có 1 thôi. 1, 1, 1, 1, 1. 3 của chúng ta có 2. Vậy mình có 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. 4 cộng 2 bằng 6 đồng phân. Chúng ta có 6 đồng phân. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 6. Và câu cuối cùng trong cái buổi học ngày hôm nay cũng là câu khó mà thầy dành tặng cho các em. Và để cho các bạn biết rằng là cái skill mà các bạn được học ngày hôm nay nó rất kinh điển. Đó là câu số 7. Cho STX có công thức phân tử là C6H12O2. C6H12O2. Số đồng phân của X là, mình sẽ có đề bài hỏi đồng phân STX nhá. Mình sẽ có R1 cộng R2 bằng 5 đúng không ạ? Nhanh nào. 0 cộng 5, 1 cộng 4, 2 cộng 3, 3 cộng 2 và 4 cộng 1. Bây giờ đố các bạn viết ra đấy. Đố các bạn viết ra được đấy. Nào đọc với thầy nào. Cùng đọc với thầy Minh nào. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Cái gì ạ? 2, 4, 8 đúng không? 3, 4, 5, 2, 4, 8. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. Đây. 1, 1, 1, 1, 1. 3 có 2, 4 có 4, 5 có 8. Dưới cộng chia nhân, 1 x 8 bằng 8, 1 x 4 bằng 4, 1 x 2 bằng 2, 2 x 1 bằng 2, 4 x 1 bằng 4. Úi dồi ôi, cộng vào xem bằng bao nhiêu nào các em nào. Cộng vào xem bằng bao nhiêu. 8 cộng 4 cộng 2 cộng 2 cộng 4 bằng 20 đồng phân. 20 ạ. 20 đồng phân các em ạ. Các bạn thấy kinh điển chưa? 20 đồng phân, đáp án D, đáp án khác.
và cho thầy họ Minh hỏi là nếu mà 20 đồng phân thì chúng ta có viết hết được không. Và đây chính là cái skill đặc biệt mà thầy Minh muốn dành tặng đến cho tất cả các bạn và các em trong cái buổi học ngày hôm nay. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi thầy Minh, và nhớ click vào nút chuông để chúng ta theo dõi liên tục các skill của thầy Minh nữa nha.